Em là anh đã học nghề điện lạnh ra lên thợ rồi nhưng mà chưa có đồ sắm đồ nghề để làm À, vô làm điện lạnh có nghĩa là sửa vệ sửa sinh máy giặt. máy lạnh máy giặt À, tủ lạnh này kia. vệ sinh máy giặt. Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được thay mặt cho nhà hảo tâm Người Ẩn Danh đến với lại cửa hàng điện tử Hoài Nam. Dạ thì ngày hôm nay con rất là vui mừng khi mà có được một cái tin vui là Người Ẩn Danh đó. Hôm trước thì con nghe bé Vô chia sẻ là bé Vô chủ yếu là làm công việc gì, bé Vô chia sẻ lại một lần nữa nha. Chủ yếu là em làm bên điện lạnh, sửa máy lạnh này kia với lắp đặt vệ sinh. À, lắp đặt vệ sinh máy lạnh, rồi thường là em còn làm những cái máy gì khác nữa không? Thường là làm máy lọc nước rồi À, đi đường ống nước rồi đi điện nhà này kia cho nhà dân. nói chung là về những cái điện á làm Vô rất là rành luôn, nhưng mà Vô có chia sẻ là Vô vẫn chưa có còn đủ đồ nghề để mà mỗi lúc mà đi lắp đặt nè rồi đi vệ sinh á thì phải mượn đồ của ông chủ hoặc là đi vòng vòng để mà mượn thêm đồ, thì nó rất là bất tiện luôn. Mỗi khi người ta kêu á mà lúc nào mà không có đồ để mà làm á thì Vô không có đi làm được, cho nên còn rất là nhiều thiếu sót. Ngày hôm nay thì chị cũng bật mí cho Vô một cái tin vui, đó là em được sự quan tâm đến từ nhà hảo tâm, đó là Người Ẩn Danh, thì sẽ gửi tặng cho Vô những cái thiết bị cũng như là những cái dụng cụ để Vô có đầy đủ hết cái hành trang để mà đi sửa chữa cũng như là lắp đặt các loại máy lạnh cũng như là máy giặt nha. Dạ. Rồi, Vô thấy sao nè? Em thấy rất là vui. Em cảm ơn em cảm ơn Người Ẩn Danh đã tặng em một bộ đồ nghề. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào trong tiệm để mà mình mua những cái món đồ mà mình cần thiết nha. Dạ rồi, mình đi thôi. Chào anh. À, bây giờ Vô chia sẻ với lại anh Nam coi là Vô cần mua những cái món đồ gì nha. Một cái phong viên Mà một cái máy khoan. Rồi, em nói đi cho anh lấy cho em coi nha. Cho em coi dạng. Đây, Vô quay ra đây cho mọi người xem. Nó có đèn nữa vô. Cái này là chưa dứt của công ty Akira. Chất lượng nó không có được tốt như này cho lắm. Tốt hơn. Cái này là máy khoan hay vô? Cái này là máy khoan pin. Bắn dít. À, bắn dít nha. Là mình bắn mấy cái mấy bắn con ốc đồ vô đó hả? Có loại này là bao nhiêu tiền hả anh? Cái này từ biên bộ nó khoảng 2 triệu mốt. Dạ. Cái này từ biên bộ khoảng 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó. Dạ. Đó, nó có pin luôn. Cái nào im hơn anh ha? Thì dòng này nó bắn được mạnh hơn. À, cái này Rồi, im cao hơn. hơn. Dạ. Cái thời lượng pin xài cũng lâu hơn nữa. Tại vì cái này cái pin của mình là nó lớn nè. Thì được lâu và bền, con này thì pin nó chỉ nhỏ thôi. Dạ. Cái này thì xài những việc nhẹ nhàng, còn mình xài việc đồ lớn thì xài dòng này nó sẽ tốt hơn. À, nó bự, cái chỗ này nó bự hơn Đúng rồi. ha. Xài được lâu hơn, mạnh hơn. Dạ. Em lấy loại nào vô? à, em lấy đồ này quá À, lấy loại này á, đồ bắn này được thì mình nhiều dùng hơn, nó được mạnh lâu hơn hơn. em gửi được cái này Như là mua cái này là xong hay là còn phải gắn thêm cái gì nữa không? mua cái này với 2 cục pin với 1 cục sạc nữa là xong. À, là pin là ở đâu ha? Pin ở đây là có một loại đó. À, có nhiều loại pin ha. Giá đang báo là giá 2,3 triệu, 2,4 triệu là đã có pin luôn rồi đó. Vậy đó Nếu anh. mà không lấy pin thì nó chỉ có khoảng 1,3 triệu thôi. Dạ, là có pin luôn là mới tầm 2,3 triệu đến Đúng hai rồi. triệu tư. Dạ, là cái cục pin là cái cục này hả? À, gỡ ra được không hay vô? Là chừng nào hết pin thì mình sạc hay sao? Có em đi sạc. Em Dạ. có thể mua 2 cục thì xài 2 viên. Dạ. Thì mình sạc cục này đầy thì mình xài cục kia. Khi nào hết thì mình lấy cái này mình xài tiếp, cái này mình À. sạc lại. À, có hai loại thay thế nhau dễ hơn á. Thì em lấy 2 cục đúng không vô? Em Một lấy hai cục pin cục như vậy là bao nhiêu tiền ha? pin đó thì 1 cục thì là 550 ngàn, Dạ. nó có loại tốt hơn và loại rẻ hơn nữa, Dạ. nhưng mà dòng này là dòng tầm trung mình vừa xài Vừa xài vừa rồi ha. xài. Thì em lấy mấy cục pin vô? Em lấy hai cục pin, 1 body với 1 cái sạc. Rồi, để anh soạn ra cho em nha. này thì nó sẽ có như thế này, đây là sạc của nó thôi chứ không À, pin. cái này là cái cục sạc cho cái cục Sạc pin lại này. pin. Mình để vô sao anh? Mình chỉ cài vào thôi. Đó, mình vô cái vô cái sạc. Dạ. Là nó có đèn luôn ha, Đó, để thì nữa có mình đèn sạc không rồi. á. À, nó có đèn này vô. Đèn báo ngay đây.
cục này đầy pin thì nó là màu xanh á, là mình sạc khi nào mà nó lên màu xanh như vậy là đầy pin, còn khi nào nó còn mức đỏ thì chắc là hết pin. Chưa đủ pin ha. Nó sẽ khi sạc có đèn màu đỏ. Dạ. Đây là chuyển thành màu xanh như hồi nãy vậy đó. Dạ. Rồi. Nó đã đầy rồi nó không vô nữa. À vậy là cũng dễ hiểu ha. Rồi. Dạ cảm ơn anh. Em còn mua thêm gì nữa vô ha? Chứ một cái khoang bê tông á. Cái này thì nếu mà em lấy combo của cái bánh tét á, em sẽ khuyến mãi anh cho cái thùng này đựng cho nó gọn. Tại cái thùng nó thùng giấy. Cái thùng theo hãng là thùng giấy nè. Dạ. Thì nó xài không được yên, thì anh cho đi cái thùng này giờ cho em nó xài. Là cái đó là để cái thùng này đúng ha rồi, anh. Ồ cảm ơn anh. Vậy là anh tặng cho thêm hả? Nó có thùng giấy vậy nè. Dạ. Anh tặng thêm cho cái hộp. Tặng cái hộp cho em nó bỏ vô xài. Dạ. Em nói với anh là em cần máy gì? Một khoan bê tông. Bê tông để em khoan. Có nhiều mẫu. Giới thiệu cho hai mẫu này nó dễ xài. Là cái này là sử dụng cho việc gì hay vô? Là đục tường. Đục tường ha? Đục tường với khoan tường. Khoan tường. Hồi nãy là mình chỉ là bắn ốc thôi, còn cái này là khoan tường. À là mình khoan vô trong tường, đục mấy cái tường này là dùng máy này hết luôn. Máy này. Vậy là máy này phải công sức mạnh lắm. Ui nó nặng dữ vậy đó hả? Đúng rồi. Thôi sao mà cầm. Nặng dữ vậy ta. Nó có hai loại để anh lấy ra sao thôi. Mình cầm như vậy mình khoan. Làm không nổi nó sâu khoan. Rồi chị cho cái này coi. Cái này nó cũng đỡ đỡ hơn được chút này vô. Nói chung là trọng lượng nó tương đương như nhau không? Dạ. Nó có hai dòng thì cái nào im hơn, cái nào tốt hơn anh ha? Hay là nó bằng nhau? Giá là 1 triệu 2. Dạ. Cái này tốt hơn là 1 triệu 350. Triệu 350, dạ. Triệu 2. Dạ. Còn những mẫu khác là mẫu khác thì có thể cái hai mẫu này bằng 19. Dạ. Sài bờ. Giá là tập trung á. Dạ. Xài. Có đầy đủ là mấy cái này là ấy khoan quá. Đúng mũi khoan đúng không? Đó, mình một số mũi dạ mũi khoan nè, nhiều mũi khoan tường lắm. Em lấy loại nào vô? Tại vì cái này chị cũng không gần á. Em có thấy loại mẫu này, tại vì mẫu này nó sẽ có tính cơ động hơn, bền bỉ hơn. Cái độ bền nó cao hơn, nó thiết kế góc cạnh này nè, sẽ bền hơn. Nó mắc hơn đằng kia cũng trăm rưỡi chục nghìn sao vô độ mạnh và độ bền nó cao hơn lấy cái này lấy cái này đi ha cái này thì chung với cái hãng như mình vừa mua đó dạ cái tông chung với cái hãng mình vừa mua. Chung với cái bên kia luôn ha cái màu nó cũng giống nhau kìa anh đúng rồi nó màu hãng mà đó. Đó hai cái gì nhau luôn màu xanh lá cây rồi dạ vậy mình lấy loại đó đi cho nó chung dòng với nhau luôn cho nó dễ ha rồi em còn mua cái gì nữa không ở đây còn thiếu gì đây là giờ ở đây là chỉ mua những cái máy khoan tường với lại máy bắn vít thôi mua hai loại thôi dạ dạ cảm ơn anh vậy anh Nam tính tiền giùm em nha ghi cho em cái hóa đơn luôn nha dạ dạ trong lúc đợi bên anh chủ tính tiền thì con cũng muốn hỏi thăm về gia đình của bé Vô với lại một số công việc của bé Vô hiện tại đó để mà cho cô chú anh chị các bạn hiểu rõ hơn nha. Hôm trước thì Vô có kể là gia đình Vô là có mấy thành viên là 4 là ba mẹ với một đứa em. Em Vô học lớp mấy rồi? Nó học lớp 8 rồi. Em Vô là học lớp 8 rồi. Còn ba mẹ của Vô hiện tại làm công việc gì? Là đi ghe. Ba mẹ Vô là đi ghe lúa. Bật mí thêm một chuyện nữa đó là ba mẹ của bé Vô đó là người thứ ba trong gia đình là chị gái của anh Nhật bên bé Ti cùng với lại anh hai là anh hai nè. Anh hai Tâm là người thứ hai. Sau đó là tới mẹ của bé Vô rồi tới anh Nhật là con của bác hai là bà hai bán bắp đó cô chú ơi cho nên là cũng rất là thân thuộc với lại ở sớm thôi. Ngày hôm nay thì khi mà Vô xuống đây nè Vô được mua rất là nhiều thiết bị luôn thì không biết là Vô đã học nghề bao nhiêu lâu rồi? Dạ là em học nghề ở cao đẳng nghề đó là 2 năm ra làm ở ngoài thì là 1 năm rưỡi nữa rồi mới ra nghề. Dạ trước đó là đã học cao đẳng nghề rồi sau đó em đi làm 1 năm mấy nữa giờ mới ra nghề ha. Hồi trước chị nghe nói là em đi làm ở dưới Long Xuyên với lại ở trong Chi Tôm á sao giờ em không có làm công việc đó nữa? Lúc trước là làm ở Châu Phú rồi mới anh mới đưa vô Chi Tôm làm rồi như là xa quá như xa nhà quá rồi mới về Long Xuyên làm. Về Long Xuyên làm công việc được đâu cỡ chừng nửa năm nữa rồi không có
việc nữa. Giống như là lúc đó là hết việc để mình làm rồi ha. Nó vô mùa mưa rồi, cái nó hết việc, nó không còn việc nữa, cái người ta cho nghỉ. Rồi hiện tại là mình chưa có công việc gì để làm hết, cho nên là vô đi theo để phụ nhổ củ cải rồi kiếm tiền sinh sống. Hiện tại thì ba mẹ thì cũng đi ghe lâu lâu mới về một lần, vô để ở nhà với người em thôi. Vậy vô làm cái công việc này là giống như thường là mình đi lắp đặt cũng như là sửa chữa rồi mình đi vệ sinh nữa. Thì nếu mà có đủ đồ nghề thì vô có tự tin là sẽ đi ra ngoài làm nhiều hơn không? Ngoài những cái món đồ hôm nay em ghi ra mua với chị á, thì em còn thiếu cái món đồ gì khác nữa không? Còn rất là nhiều, nhưng mà để em đi làm rồi em mua sao. Vô nói là vô rất là cảm ơn người ăn danh luôn vì đã cho vô những cái món đồ chính để mà vô kèm theo với những cái món đồ ở nhà của vô, đó là vô có thể đi làm được rồi. Vậy sau này thì em làm có nhiều tiền hơn, sau đó em sẽ mua thêm những cái món đồ nhỏ hơn để mà có thể làm công việc của em ổn định hơn. Thì vô gửi vài lời đến người ăn danh nha. Em cảm ơn người, con cảm ơn người ăn danh đã cho con những cái món đồ chính để làm công việc của con. Cái sao nữa là con cảm ơn chú Quang Danh nhiều và chúc chú Quang Danh nhiều sức khỏe thành công trong công việc. Thôi vô gồm quá, vô năm nay chị mới có 20 tuổi thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ đợi anh chủ tính tiền rồi sau đó mình sẽ đi xuống với lại cửa hàng ở dưới Long Xuyên mình mua thêm một ít đồ cho bé vô nữa nha. Của mình tổng cộng là một thang máy là 1.3 triệu nè. Dạ. Pin sạc thiên khoang 3 chức năng. Dạ. Thì cái này cái thùng nhựa thì anh tặng. Dạ. Yeah. Thì tổng hết các món là 3.870.000. Dạ. Cái này anh giảm giá thêm cái thùng anh tặng với anh giảm giá thêm 100.000 nữa. Dạ. Yeah. Là còn 3.770.000. À vậy rồi, em cảm ơn anh Vĩnh Nam ghi ra giúp em luôn nha. Rồi. Vậy là mình được giảm giá 100.000. Dạ, cảm ơn anh. Vậy. Mình vô rồi nhiều người mua máy quá. Rồi, 3.770.000. Triệu, 3 triệu. Em gửi em 4 triệu nha anh Nam nha. Rồi, đây, ở đây quá đơn mình mua hết luôn á, người ăn danh lên là 3.870.000 đồng. Nhưng mà chỗ anh thì tặng cho vô một cái thùng đựng với lại thêm giảm thêm 100.000 nữa thì tổng số luôn là 3.770.000 đồng. Rồi, cảm ơn anh. Giờ mình lấy đồ rồi mình đi về thôi. Dạ, tiếp theo thì con đang có mặt tại cửa hàng điện lạnh Quang ở đèn Bốn Ngọn. Bé vô hiện tại thì rất là nôn nóng để mà mua được những cái món đồ, những cái thiết bị luôn. Cho nên là vô đã chạy vào để mà hỏi mấy cô chủ rồi. Bây giờ thì mời cô chú, anh chị và các bạn cùng vô cửa hàng thứ hai để mà mình mua nha. Dạ, chào. Vô mua được cái gì? Dạ, dạ, dạ. Dạ rồi. Dạ, dạ, dạ. Rồi, mình ghé đây là mua gì hả vô? Mua đồng hồ với bộ lạc. À, đồng hồ với cái này là cái gì? Bộ lạc đồng. Cho em mượn nha. Đây. Chút xíu đi, mình vô cầm đi, mình ra mình đổ xứng tiêu ha. Rồi cái cây dao cắt là một cây lớn nè, với một cái đồng hồ với một bộ lạc. Hết chưa? Bách anh ăn cái gì? Kè, bốn người. 195.000 cơ. 2 sợi dây nè, 1 cây dao, 1 cái đồng hồ với 1 bộ lã ha. 1.30.000. 1.30.000 chị. Rồi xong đi Dũng coi. 1.30.000. Đây em gửi chị. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, đi về vô ơi.
Rồi, vô ơi, em đối xứng những cái món đồ với lại cái bill này nha. Bây giờ mình đối xứng lại cái đi ha, coi là nó có đúng như vậy không á. Tại nay chị chủ lu bu quá à. Thứ nhất là vô đi mua một cái lã tự động, một bộ là 600.000, một cái đồng hồ sạc là 270.000, dao cắt lớn là 210.000, với lại dây sạc là 230.000, là tổng luôn là 1.310.000 đồng. Vô mở mấy cái món đồ đó ra cho người ăn danh cũng như là cô chú anh chị các bạn xem nha. Cái này là cái gì vô? Cái đồng hồ tôi ra. À, cái này là cái đồng hồ ha. Còn cái này? Cái dao cắt. À, cái này là cái dao cắt, cắt mấy cái ống đồng. Ừ. Rồi thêm nữa là cái này là dây gì? Lã. À, cái đây, lã mấy cái ống đồng á. À, hiện vậy nè, giá nó cao ha, 600.000. Với lại hai cái cọng dây nữa. Hai cọng dây sạc ra. À, là hôm nay là toàn bộ là vô đi mua được 6 món đồ. Rồi. Nhà hảo tâm người ẩn danh hiện tại thì con cũng đã đến nhà của bé Dô rồi. À, đây là những cái món mà ngày hôm nay hai chị em tụi con đi mua đó người ẩn danh. Thứ nhất là ở đây là có cái Dô giới thiệu lại nha Dô. À, đây là cái máy. Để tới con. Cái máy khoan pin. Máy khoan pin. Cái máy bắn pin chứ. Ừ, còn cái này. Tường. Cái này là người tâm. Với lại một số dụng cụ cần thiết mà lúc nãy mấy chị em tụi con đi mua là cô chú. Ngoài ra thì cô vô cũng có đồ hề nó rất là nhiều đồ luôn, là mấy cái thiết bị cũng như là dụng cụ để mà vô đi sửa chữa và lắp đặt đó. Hôm nay là cũng có đầy đủ hết rồi. Lúc nãy con đi mua thì bao gồm là mấy cái máy này với lại toàn bộ mấy cái sản phẩm này luôn, thì cộng lại cho hai cửa hàng tổng số tiền là 5.080.000 đồng. Người ẩn danh có gửi về cho bé Vô cái số tiền là 6 triệu đồng thì ở đây mua hết luôn, còn dư lại cái số tiền là 9.920.000. Dạ, tính tới 9 triệu rồi đó. Đây, dư lại cái số tiền là 920.000 đồng thì người ẩn danh cũng nói là sẽ gửi hết tặng cho bé Vô luôn. Để mà cho em đi mua thêm, nãy em có nói là thiếu một số thiết bị gì đó, mấy cái lặt vặt thì Vô giữ cái tiền này để mà Vô mua luôn nha. Rồi. Cảm ơn. Rồi, giờ Vô gửi vài lời cuối cùng đến nhà hảo tâm người ẩn danh nha. Kêu bằng chú đi. Kêu bằng chú ẩn danh. Cảm ơn chú ẩn danh đi con. Dạ con cảm ơn chú ẩn danh là giúp đỡ cho con bộ đồ nghề cần thiết nhất trong làm trong điện lạnh. Con chúc cho chú ẩn danh là nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt trong công việc. Giỏi quá. Ở đây thì có bác hai là bà ngoại của bé Vô thì cũng có gửi về lời cảm ơn đến người ẩn danh luôn nha. Dạ con mời bác hai. Trước cũng cảm ơn người ẩn danh giúp đỡ cho cháu ngoại của hai. Dạ. Cũng được số đồ để mà nó sửa chữa là bên điện lạnh. Dạ. Chúc người ẩn danh được nhiều sức khỏe, thật là vui vẻ, trẻ mãi, bằng tiền vô như nước luôn. Dạ, cảm ơn bác hai. Ngày hôm nay thì con cũng rất là vui khi mà được đồng hành với lại em Vô là đi mua rất là nhiều thiết bị để em sẵn sàng sắp tới để mà có một công việc ổn định hơn. Xin kính chúc cho người ẩn danh lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Còn bây giờ thì con xin chào và hẹn gặp lại.